Người trúng Vietlott cần biết 3 điều này. Vietlott là loại hình xổ số tự chọn số điện tử, cho phép người tham gia dự thưởng thực hiện lựa chọn một hoặc một số con số để tham gia dự thưởng theo thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng loại hình sản phẩm do công ty xổ số điện toán công bố. Khi trúng thưởng xổ số Vietlott, người trúng thưởng cần lưu ý những điều như sau. Thứ nhất là điều kiện đối với vé trúng thưởng. Vé trúng thưởng phải được ghi nhận trên hệ thống của Vietlott trước thời gian dừng bán vé theo quy định của Bộ Tài chính và thể lệ tham gia dự thưởng của từng sản phẩm. Chưa có ghi nhận là đã trả thưởng trên hệ thống. Còn trong hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán. Quá thời hạn quy định, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Thông tin tham gia dự thưởng của người trúng thưởng trùng khớp với các thông tin tại tài khoản tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng đã đăng ký. Thứ hai, khi lĩnh thưởng, người trúng thưởng phải xuất trình được giấy tờ tùy thân trùng khớp với thông tin lưu trong hệ thống của Vietlott. Trường hợp ủy quyền lĩnh thưởng, người này phải xuất trình được giấy ủy quyền lĩnh thưởng hợp lệ. Và thông tin của người trúng thưởng tại giấy ủy quyền lĩnh thưởng phải trùng khớp với các thông tin trong hệ thống của Vietlott. Thứ ba, việc trả thưởng được thực hiện tại trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng của công ty xổ số Vietlott và các đại lý xổ số được ủy quyền.